Erling Haaland đã trở thành cầu thủ thứ 19 ghi được 100 bàn thắng cho Manchester City. Anh chỉ cần 105 trận đấu để đạt được cột mốc này. Tiền đạo người Na Uy đã đạt đến con số 3 chữ số với bàn thắng ở phút thứ 9 vào lưới của Arsenal trong trận đấu tại vòng 5 Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Haaland hiện đã ghi được 10 bàn chỉ sau 6 lần ra sân khi bắt đầu mùa giải thứ 3 tại Etihad. Đây là cột mốc đáng chú ý mới nhất dành cho cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay sau khi giành chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh trong hai mùa giải đầu tiên tại Anh. Erling Haaland đã ghi được 52 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại sân vận động Etihad, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Ngoại hạng Anh nào từng được ghi nhận trong một mùa giải và là thành tích cao nhất của một cầu thủ City trong lịch sử lâu dài của đội bóng, bao gồm kỷ lục 36 bàn thắng tại Premier League cùng với 12 bàn thắng tại Champions League khi The Citizen lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp danh giá này. Năm ngoái thì Haaland đã chứng minh điều đó với 38 lần nổ súng trên mọi đấu trường, là thành tích cao thứ hai trong lịch sử của City, ngang bằng với thành tích của Tommy Johnson vào mùa giải 1928-1929. Tất cả những điều đó chứng tỏ Haaland đóng vai trò quan trọng trong 7 danh hiệu lớn của nửa xanh thành Manchester kể từ khi anh ấy đến. Cầu thủ 24 tuổi này đã bắt đầu mùa giải năm nay với phong độ tuyệt vời khi ghi được 10 bàn thắng trong 5 trận đầu tiên tại Premier League. Tổng cộng thì anh đã có được 73 bàn thắng ở Premier League, 18 bàn ở Champions League, 8 bàn ở FA Cup và 1 bàn ở Carabao Cup kể từ khi gia nhập City. Chân sút người Na Uy hiện đang ghi được hơn 1 bàn thắng mỗi trận tại Premier League sau 71 lần ra sân ở giải đấu này. Tỷ lệ đó vượt xa tất cả những ngôi sao hàng đầu trong lịch sử giải đấu. Khi nói đến khả năng ghi bàn, bao gồm Alan Shearer, Harry Kane, Wayne Rooney, Andrew Cole và Sergio Aguero. Trong số 100 bàn thắng thì 73 bàn được ghi bằng chân trái, 14 bàn thắng được ghi bằng chân phải và 12 bàn ghi bằng đầu. Wolves là đội phải chịu nhiều tổn thất nhất dưới sức mạnh của Haaland khi cầu thủ của City đã ghi được 8 bàn thắng vào lưới của đội bóng đến từ Black Country. Tuy nhiên thì không đối thủ nào an toàn hơn cả khi Haaland ghi bàn vào lưới của mọi câu lạc bộ mà anh đã đối đầu tại Premier League. Tổng cộng thì anh đã có 11 hat-trick kể từ khi gia nhập City vào năm 2022, trong đó thì có 8 hat-trick ở Premier League, 2 hat-trick ở FA Cup và 1 hat-trick ở Champions League. Chỉ có Sergio Aguero với 12, Alan Shearer với 11 lần và Robbie Fowler với 9 lần ghi được nhiều hat-trick hơn Haaland trong kỷ nguyên của Premier League, trong khi cầu thủ số 9 hiện tại của City chỉ cần có 70 trận đấu tại Premier League để ghi được 8 hat-trick. Haaland cùng với Kevin De Bruyne trở thành những thành viên trong đội hiện tại của Pep Guardiola ghi được 100 bàn thắng trở lên cho City, trong đó thì De Bruyne đạt cột mốc này vào tháng 4 và hiện đã có 102 bàn. De Bruyne đã tạo nên sự gắn kết chặt chẽ với Haaland, kiến tạo cho tiền đạo này tổng cộng 20 lần kể từ mùa hè năm 2022. Aguero là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của City với 260 bàn thắng trong 390 trận trong 10 mùa giải Etihad. Cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal vào đêm qua không chỉ chứng kiến kỷ lục ghi bàn của Erling Haaland mà còn chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của thủ môn đội khách, đó là David Raya. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có màn trình diễn xuất sắc trong suốt hiệp 2 khi City liên tục bắn phá không thành của Arsenal với 28 cú sút. Raya đã có 9 pha cứu thua, 8 trong số đó diễn ra trong hiệp 2 sau khi Arsenal chỉ còn 10 người và đóng vai trò trong nỗ lực kéo dài thời gian, yêu cầu được điều trị ở một thời điểm và tạo điều kiện cho các đồng đội nhận hướng dẫn từ Mikel Arteta trên đường biên. Tuy nhiên, Raya đã không thể ngăn cản được John Stones gỡ hòa phút thứ 98 và sau trận đấu, cầu thủ người Tây Ban Nha được nhìn thấy đi khập khiễng qua khu vực hỗn hợp với đầu gối phải dường như là vấn đề. Người ta vẫn chưa biết liệu Raya có bị chấn thương hay không. Điều này sẽ khiến cho Arteta phải bối rối trước khi Arsenal khởi động chiến dịch Carabao Cup vào giữa tuần. Pháo thủ sẽ tiếp đón đội bóng hạng nhất Bolton vào đêm thứ tư ở vòng 3. Nhưng Neto, người đã gia nhập pháo thủ theo dạng cho mượn vào mùa hè, không đủ điều kiện tham gia sau khi đã thi đấu cho Bournemouth trước đó trong giải đấu này. Tommy Sefford, bản hợp đồng mùa hè không có tên trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Atalanta, thêm vào đó là cầu thủ 16 tuổi Jack Potter đã có mặt trong đội hình thi đấu ở Champions League. Hai thủ môn tuổi teen này sẽ cạnh tranh để ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Bolton nếu Raya không ra sân. Mặc dù Arsenal hy vọng sẽ có sự góp mặt của cầu thủ người Tây Ban Nha, Raya đang được cho là cầu thủ chơi hay nhất của Arsenal mùa giải này. Anh đã có một loạt pha cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới 4 lần trong 6 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Khép lại trận Super Sunday kịch tính giữa Man City và Arsenal, nơi chúng ta được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của Haaland và Raya. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.